Anh trai vượt ngang chông gai luôn là cái tên nóng bỏng, nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý trong những ngày vừa qua. Mới đây, cái tên này một lần nữa lại phá đảo truyền thông khi đặt top 1 chủ đề âm nhạc hot nhất trên mạng xã hội tại bảng xếp hạng Social Trend UNET Media và top 2 tìm kiếm trên Google Trends Việt Nam ngay sau khi tờ đầu tiên được phát sóng. Hôm nay, hãy cùng VTV Show reaction lại những khoảnh khắc đáng nhớ của các anh tài trong số đầu tiên này nhé. 33 anh tài đã bắt đầu tập hợp, mỗi người một vẻ, kẻ ám hạn, người 800 gram, ai non cũng trẻ trung, bánh bao nhìn cũng như tuổi đôi mươi. BB Trần là anh tài first face của chương trình. Từ hồi chương trình chưa bắt đầu phát sóng, BB Trần đã gặp phải nhiều chông gai rồi. Mọi người nghĩ là BB không có đủ nam tính để tham gia anh trai vượt ngàn chông gai. Cá nhân tôi thì thích phong cách và mong chờ vô cùng những tiết mục độc đáo mang đậm dấu ấn của BB Trần trong những tập sắp tới. Đó cũng là một cái động lực để cho mình cố gắng mình thay đổi hình ảnh của mình. Bước vào nhà chung thì trước hết ai cũng phải viết một bản cam kết bao gồm số giờ tập luyện. 25 giờ. Hả? 12 tiếng đi. 12 tiếng đối với mình là chưa đủ á. Wow. Nhưng còn riêng một người thì hứa sẽ không chơi dơ nữa. Rồi. Có vẻ lần này BB Trần sẽ nghiêm túc thực hiện cam kết của mình, bởi trước khi viết anh còn cố chơi dơ thêm lần cuối. Và nạn nhân lần này là anh bạn thân Liêm Bình Phát. Nhưng mà sao của anh lại được ghi trước rồi? À ha, ủa ai vậy? Ai mà có tâm như vậy? Nếu mà không có giới hạn thời gian thì sẵn mình ghi cho bạn mình luôn. Liêm Bình Phát. Mấy ai được như Liêm Bình Phát, có bạn thân BB Trần tâm lý viết sẵn cho bản cam kết tập luyện 24 tiếng không ngừng nghỉ. Có vậy? Ghi là mỗi ngày tập luyện 24 giờ, ai cam kết cho tôi? Với mục tiêu là tìm được nửa kia của mình trong chương trình. Ủa ai vậy? Nhân tiện đây, tôi cũng xin bóc phốt luôn hai thực trạng mà tôi nhận thấy ở chương trình. Đầu tiên là tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới. Cứ anh tài đến sau đã bị các anh tài đến trước yêu cầu phải kê đầu mới cho ngồi vào chỗ. Anh Lộc ơi, bây giờ thủ tục chào phòng là mọi người phải quay đầu 3 vòng mới được vô ngồi. Còn có vô số anh tài khác phải chịu cảnh bị tập thể ghẻ lạnh ngó lơ như Thiên Minh, Jun Phạm, Duy Khánh, Đinh Tiến Đạt. Và hệ quả là gây ra cho rất nhiều người tình trạng mỏi hàm, nhức bụng, BBC rồi, khô răng. Biết mình đang đi chơi anh trai vượt ngàn chông gai hay là gala cười nữa. Thiên cười mà đến nỗi mà Thiên mệt luôn đó. Thứ hai là việc quá chú ý vào kiểu tóc của anh Phát Đình Tùng. Chắc là làm tóc lâu quá đúng không? Đồng môn sư huynh đệ. Mái tóc dài nhất. Dạ. Bữa nào đi làm tóc rủ anh đi á nhá. Em hay buộc khăn ấy. Có không? Xong rồi vợ em cứ bảo lại buộc khăn giống kiểu anh Phát Đình Tùng. Vẻ đẹp của anh trai vượt ngàn chông gai là hai anh tài nghệ sĩ nhân dân Đại tá Tự Long và danh thủ tuyển thủ quốc gia Hồng Sơn. Ngay khi bước vào, cả hai anh tài đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt, tôn trọng đặc biệt từ các anh tài còn lại theo một cách rất riêng. Và thực sự phải dành một tràng pháo tay thật lớn cho ekip chương trình với màn kết thúc phần giới thiệu 33 anh tài đã gây xúc động mạnh cho không chỉ tôi mà tôi tin rằng là cho tất cả các bạn. Hình ảnh hai anh cả giơ tay chào kiểu nhà binh và bắt đầu bắt nhịp quốc ca cho thế hệ trẻ đã để lại cho bài học về tinh thần gương mẫu, tạo ra nguồn cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho cộng đồng trong mỗi người bạn trẻ. Đó cũng chính là cái hay khi có sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội trong chương trình. Và tôi tin đây cũng là một cách vô cùng thông minh của chương trình để xác định về con đường chương trình sẽ đi và những giá trị nào mà chương trình muốn mang đến cho khán giả. Sau màn gặp gỡ và ôn lại kỷ niệm của 33 anh tài, lớp phó kỷ luật anh tài Ramastic bất ngờ bước ra công bố thời gian tập luyện và đội hình 8 nhóm thi đấu trong vòng công diễn thứ nhất. Thời gian sẽ chỉ có 48 giờ để các anh tài cùng nhau tập luyện cho 2 tiết mục, một tiết mục solo và một tiết mục nhóm. Bởi cảm thấy thời gian là quá gấp, các anh tài đã đề nghị thêm giờ. 2 ngày còn ngắn quá không ạ? Chương trình có thể cho dài hơn đúng không ạ? Khoảng 5 ngày dưới, 7 ngày, 1 tháng đúng không ạ? Thôi xong, năm sau đi. Tuy nhiên, lớp phó kỷ luật của chúng ta đã chốt lại một câu khiến ai nấy đều ngã ngửa. Chúng ta là anh tài thì 2 ngày, hay 5 ngày, hay mấy ngày thì chúng ta cũng không kịp. Chúng ta cũng không kịp. Đến với đội hình thi đấu đầu tiên, đó là nhóm anh tài huyền thoại gồm những cái tên vô cùng quen thuộc như Hồng Sơn, Băng Kiều, Tự Long, Tuấn Hưng. Đúng là cái tên đội thì đã nói lên tất cả. Các anh tài đều là tuổi thơ của biết bao thế hệ, hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, kinh nghiệm đầy mình. Ấy thế mà trong quá trình tập luyện, các anh tài cũng không tránh khỏi những lần va nhau cực gắt. Khi thì em Vũ Tuấn Hưng ý kiến tập luyện như thế này chưa chắc đã đều nhá, bởi vì là cái cơ địa mỗi khác nhau nhá. Còn Tự Long cho rằng đều là phải tập. Các đỉnh điểm là màn chấn chỉnh của anh Long đối với em Út khiến không khí trở nên căng thẳng. Nhưng hay bị nổi giận, cách giải quyết sau đó của Tấn Hưng mới là thứ khiến dân tình để ý. Anh bắn em thì âm lượng anh to, em bé lên nhà. Anh chỉ ngọt ngào lúc đầu, không anh mang em mà không bảo yêu bản thân mình xong lại quay sang phát mình. Ôi rồi ôi. Như
Như quý vị đã thấy, chỉ cần em út nũng nịu một câu cũng khiến cho anh trai phải hạ tôn giọng ngay lập tức. Tình cảm của các anh em nhà này thật là đáng ngưỡng mộ quá đi. Đối lập với sự căng thẳng của các anh tài huyền thoại, 48 giờ tập luyện của đội hình Nam Thần Rực Lửa có vẻ như nhẹ nhàng hơn. Xem các anh tài Subin, Cây Trần, Cường Seven và Kiên Ứng tập luyện phối hợp với nhau ăn ý thế này cơ mà. Những bước nhảy vô cùng dứt khoát và đặc biệt là khí chất ngời ngời của các anh. Ngay cả khi trước lên sân khấu, làm admin cuốn kéo hết cả người. Anh trai Kiên Ứng chia sẻ rằng Cây Trần đã dùng một mẹo cực hay để hỗ trợ anh khi anh chưa thuộc bài. Thì em đếm cho, em sẽ anh cứ nghe theo em hoặc là nhìn lén lén sang em. Và đội thi cũng có màn hô hào đầy quyết tâm khiến ai nấy đều sục sôi nhiệt huyết. Anh em ơi, ơi, anh em ơi, ơi, chúng ta sẽ chiến hết. Các đội sục sôi, Nam Thần Rực Lửa hay bất kỳ đội hình anh tài nào cũng phải dè ngang khi đối mặt với đội hình anh tài sục sôi. Hành Trung, Đỗ Hoàng Hiệp và Phan Đình Tùng. Khoan khoan, nhắc đến anh trai Phan Đình Tùng, tôi lại nhớ đến một ca khúc bất hủ. 1, 2, 3 tắt thì thôi tắt nên. Một người không chuyên về ca nhạc, nhảy múa, diễn viên, MC Thành Trung cũng khá là gian nan khi phải làm quen với các nhạc cụ và các biểu diễn của dòng nhạc rock. Khi được hỏi có thể chơi được nhạc cụ gì, anh tài Thành Trung có vẻ hơi lung túng. Nhưng khi được rocker Hoàng Hiệp hướng dẫn tận tình, anh tài Thành Trung đã nhanh chóng bắt kịp. Cứ tưởng tượng khoảnh khắc bùng nổ của các anh tài tỏa sáng trên sân khấu là admin lại dạo rực, háo hức quá đi. Ấn tượng nhất trong tập đầu tiên chính là phần âm nhạc và trình diễn của các anh tài. Phải nói, anh trai Vượt Ngàn Chông Gai tập 1 đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc vô cùng thịnh soạn với những sân khấu trình diễn bùng nổ, đa dạng. Phải dành một lời khen xuất sắc tới nhà sản xuất chương trình bởi anh tài nào cũng có spotlight và tạo được điểm nhấn của riêng mình. Các tiết mục được dàn dựng đẹp mắt, mỗi người đều đầu tư một concept khác nhau, dù đơn giản nhưng lại mang dấu ấn riêng khiến cho khán giả không ngớt lời khen. Điều đặc biệt là trước khi lên sân khấu, mỗi anh tài đều nhận được lời chúc và động viên bất ngờ từ những người yêu thương. Cú đánh úp bất ngờ khiến các anh tài không giấu được sự xúc động và cũng tiếp thêm 200% năng lượng cho các anh tài tự tin bùng nổ trên sân khấu. Trình diễn mở màn là nhóm anh tài huyền thoại với 4 tên tuổi: Hồng Sơn, Tự Long, Băng Kiều và Tuấn Hưng. Không biết các bạn thấy sao chứ, xem tiết mục này admin cứ rưng rưng xúc động và hoài niệm vô cùng. Anh Tuấn Hưng với ca khúc Quả Táo Vàng được làm mới rất nhẹ nhàng, bắt tai. Anh Băng Kiều nóng đầy cảm xúc lãng mạn hát lại ca khúc gắn liền với tên tuổi lúc mới vào nghề. Suốt bao năm trôi qua, giọng ca của anh vẫn đỉnh cao như vậy. Anh Tự Long dưng dưng mang tới những giai điệu tự hào về tình yêu quê hương đất nước khiến khán giả không khỏi xúc động khi nghe anh ngân vang ca khúc này. Niềm xúc động ấy được nối tiếp khi danh thủ Hồng Sơn xuất hiện với ca khúc Niềm Tin Chiến Thắng khiến anh em phải hân hoan vì tự hào. Ở phần trình diễn nhóm, bốn anh tài huyền thoại hóa ca với mắt sắc quê hương tuổi thơ tôi và Nếu Có Yêu Tôi. Đây quả thật là một sự kết hợp đỉnh cao, mỗi tiết mục truyền tải trong vẹn tinh thần hào sảng của những người đàn ông trong team luôn luôn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp. Mới tiếp là team Nam Thần Rực Lửa bao gồm Cây Trần, Subin, Cường Seven và Kiên Ứng. Anh tài Cây Trần hóa thành bad boy, hiện khả năng vũ đạo cuốn hút và màn khoe múi lấp ló trong ca khúc Đường Vào Tim Em khiến sân khấu bùng nổ. Wow. Anh tài Subin với giọng hát dồn cảm xúc cùng màn vũ đạo với Cát trong ca khúc Giá Như cực kỳ ấn tượng. Với tập đầu mà anh tài Cường Seven đã show mọi tài năng của bản thân, không chỉ hát, nhảy mà còn chơi nhạc cụ khi thể hiện ca khúc Quên Lối Về, dự là anh sẽ bùng nổ hết sức trong chương trình mùa này. Vũ đạo viên là đạo diễn nhưng anh tài Kiên Ứng lại cực kỳ lôi cuốn và thu hút với tiết mục Diamond khiến An Minh tưởng anh là ca sĩ thực thụ ấy chứ. Với phần trình diễn nhóm, bốn Nam Thần chọn ca khúc Nước Hoa để rực lửa cho tiết mục nhóm và cái kết khiến khán giả phải dạo rực cho màn kết hợp cực kỳ bùng nổ, không khác gì nhóm nhạc nam thần tượng này. Tên phần trình diễn của team này khiến admin ngỡ ngàng đang đi xem concert của một nhóm nhạc nam nào đó, phải nói thật là quá bùng nổ. Kết màn tập 1 là team anh tài sục sôi bao gồm Phan Đình Tùng, Thanh Trung, Đỗ Hoàng Hiệp với tiết mục đậm chất rock mạnh mẽ và vô cùng ấn tượng. Anh tài Phan Đình Tùng máu lửa hết mình đốt cháy ca sân khấu khi thể hiện ca khúc Bởi Vì Anh Yêu Em. Anh tài Thanh Trung mang đến tiết mục Chiếc Khăn Gió Ấm được phối mới đậm chất rock. Anh
anh tài Đỗ Hoàng Hiệp cực kỳ ấn tượng với phong cách trình diễn của một rocker thực thụ với ca khúc Trống Vắng. Với phần trình diễn nhóm, sự kết hợp không thể nào ăn ý hơn của ba anh tài với ca khúc Đón Bình Minh thật sự là một cái kết quá hoàn hảo cho tập đầu của chương trình. Quả thật là những tiết mục mãn nhãn và mãn tài. Kết thúc tập 1, ba nhân tố đầu tiên giành được 300 điểm hỏa lực của chương trình gọi tên anh tài Tuấn Hưng, anh tài Subin và anh tài Phan Đình Tùng. Nam thần rực lửa có lẽ là cuộc chiến gay cấn nhất khi điểm số về nhì của Canh Trần rất sát so với điểm số của Subin. Thế nhưng ngược lại với cảm xúc tiếc nuối, Canh Trần bày tỏ được đứng trên sân khấu, anh trai vượt ngang chông gai đã là một niềm hạnh phúc. Khi mình đứng trên sân khấu này, đối với em cái việc thắng thua nó không phải là quan trọng. Em rất là may mắn và rất là vinh dự khi mà được gặp 32 anh còn lại và anh nào cũng thật sự rất là giỏi. Và lý do chính đáng mà để em đứng trên sân khấu này là để em học hỏi 32 anh. Vị trí đứng chót của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Hiệp là điều khiến nhiều khán giả tiếc nuối, bởi phải lâu lắm rồi mới có một người mang nhạc rock cháy trở lại với sau nhiều năm bị quên lãng. Ở dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ và động viên nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Bên cạnh những tiết mục bùng nổ đa dạng thì kết thúc tập 1, nhiều fan còn soạn ra cả tứ điển chông gai của các anh tài. Và đúng với cái tên chương trình, ngay cả cách biểu đạt của các anh tài cũng đầy chông gai. Ở vị trí số 1 về bậc thầy ngôn từ, admin xin được mạnh dạn vinh danh anh tài Tư Long. Có lẽ vì xuất thân là nghệ sĩ chèo nên ngôn từ của anh vô cùng đa dạng, phong phú, chân thực và sống động. Cũng vui lắm, cũng tới bến tới bờ đấy. Cũng đỉnh nóc đấy, kịch trần đấy, cũng bay phấp phới đấy. Tại sao có biệt danh là Sơn Công Chúa mà thì thỉnh thoảng hay e ấp, on đèn. Không thua kém gì nghệ sĩ Tự Long, người bạn thân Hồng Sơn cũng đang mở ra một kỷ nguyên mới cho các anh chị em dancer với giáo sư dạy nhảy. Giáo sư nhảy vào đi. Có lẽ bây giờ người vui nhất là các chị em dancer, bởi từ nay các anh chị đã được phong thêm một bậc hàng mới. Quả đúng là team anh tài huyền thoại. Mỗi tập đầu các anh đã để lại rất nhiều ngôn từ đi vào huyền thoại. Với anh Tuấn Hưng, việc nhảy không đều và chưa thuộc bài là do cơ địa. Cái cơ địa của mỗi người khác nhau nhé. Có lẽ đúng là vậy, do cơ địa khác nhau nên khi trình diễn các anh cùng mỗi người một phách. Nối tiếp là anh tài Binzy. Quả thật là các anh dùng từ cũng cồng kềnh như cách mà anh tính tuổi của mình vậy. Trung bình tốt. Nice. Và kết thúc từ điển của chung gai tập 1 là Tiến Luật. Mình tên là Tiến Luật, nghề nghiệp hiện tại của mình là làm nội trợ ạ. Nhìn chung thì các công việc diễn viên, nghệ sĩ, danh hài chỉ là làm nội trợ. Với tập đầu tiên mà khu vườn ngôn từ của các anh tài phải gọi là tới bờ tới bến rồi. Dự là tứ biển chung gai sẽ còn nhiều hơn nữa những ngôn từ đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới đây. Tới bến tới bờ đấy, cũng đỉnh nóc đấy, kịch trần đấy, cũng bay phấp phới đấy. Kết thúc tập đầu tiên, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã tạo ra hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội. Không chỉ các nghệ sĩ đồng nghiệp mà còn rất nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích và ủng hộ chương trình. Hy vọng đây sẽ là động lực để các anh tài bứt phá và tỏa sáng hơn trong các số tiếp theo. Tập 2 của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20 giờ trên VTV3 ngày 6 tháng 7 năm 2024. Chúng ta hãy cùng đón chờ và ủng hộ những phần trình diễn đặc sắc bùng nổ của các anh tài trong các số tiếp theo nha.